Thương hiệu thời trang cao cấp Versace của Ý là một trong những thương hiệu mở màn tuần lễ thời trang Paris vừa khai mạc vào hôm 3 tháng 7 vừa qua. Lụa satin là chất liệu chủ đạo mà Atelier Versace mang đến tuần lễ thời trang Paris vừa khai mạc vào hôm 3 tháng 7 vừa qua. Tại sự kiện này, Versace trình làng bộ sưu tập mùa thu với chủ điểm là những bộ đầm lụa satin đi kèm áo lụa khoác lụa cashmere cùng thắt lưng. Những chi tiết điểm khuyết cho những chiếc váy dạ hội chẳng hạn như đường cắt xẻ táo bạo và đá pha lê cũng được tận dụng. Nói về màu sắc, nhà thiết kế đến từ Ý Donatello Versace phối màu tương phản giữa hồng nhạt và xanh dương hoặc đen. Sắc đỏ cũng thường xuyên xuất hiện trong bộ sưu tập này. Ngoài Versace, những tên tuổi lớn khác cũng xuất hiện tại sự kiện này, bao gồm Chanel, Valentino và Giorgio Armani Pride.